Adverb mean nay doing that. How adverb to car or a clah done by a young cot dung ta via jiggeria sub, giria beside me. Hi, mutit, jing rin on pee, rope head adverb. By jing a nay jing rin pee in a yum nay, rope adverb. Hi, rin on pee, rope head, rope adverb. But I like young Joel. Timui yung rin ang pin yung nai, ang lay kita. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb. An adjective or an adverb. Ba kita adverb kư chia pi mui. Ba kư chia pi mui is a word. Dai bom pin này modify. Đại bẩm bình nấy, bẩm bình ách tình nấy, ao kia rìa sập. Rứ có bẩm bình nấy, ao cùn nền niếm. Rứ có bẩm bình nấy, ao kia rìa bì xe, khní ai. Nấy kì hào tha adverb. Ấy lấy dân mới ưu tì họ, đàm bay ở dân dốn, tha về bẩm bình nấy verb, dân đôi mặt đách, hai. Bẩm bình này ở cùng nền niệm ở chiếc thiếu dạng đôi mặt đất. Bẩm bình này ở kề ra vị xe khi ai đôi mặt đất. Ưu tiên họ rod run quickly. Dừng khơi tha nơi khôn sân thế này mean rod runs quickly. Rod dạng đôi mặt đất. Và rod dạng lươn quickly. Đối chứ này, việc quickly này bằng bình này ở ấy. Việc quickly này bằng bình này ở ấy, kê rìa sắp rắn. Và đã rốt chì protein, ai kê rìa sắp rắn, hay rốt dạng mạch, rốt lươn, rốt dư. Và nơi khả năng kê này kê thá rốt lươn chẳng. Quickly này ấy, bằng bình này ở ấy kê rìa sắp rắn. Hay đối chứ này, quickly này cứ chia adverb. Ai dân xua khuôn ai mới thả dàng mách bàn dân đăng thả vị trí adverb. Tì muối, adverb miên tu nể tí bòm pinh nấy ai verb. Ok, được chứ nè. Cả nào việc bòm pinh nấy ai verb, chẳng kì hạ thả adverb. Bài dân khinh bà dục tí pí. This is a very sweet mango. Ai dân mơ nơi khả năng sân thay ní, cứ verb cứ miên y. Bạn. Ý, ní cứ chia svai, svai ấy, bạc svai đẹp em bằng phót dừng thang chấn. Bạc, biết svit ní bằng pinh này ai mango, chấn. Mango chỉ náu, svit chia cùn niềm. Đại sao svit bằng pinh này ai náu, chấn, dừng hạ dịch thiệu. Chấn svai bằng em, xu ta svai bằng em mạch. Em khlăng, em tịch, em khlăng. Chẳng biết very này, bầm bình này ai sweet, hay sweet này chỉ cùng nền niệm. Chẳng rõ biết tình lai ná, đại bầm bình này ai cùng nền niệm. Đối chứ này, biết này ai, cái hào thả adverb. Ok, dừng bàn biết hay, chẳng biết đại bầm bình này ai kê rìa sắp, chỉ adverb. Biết đại bầm bình này ai cùng nền niệm, cái hào thả adverb. Bà dân châu mùi tiện. Father reads quite clearly. Ok. Dân khinh tha. Ở bốc ní cột an. An dân mạch. Dân mơ tham mùi ná kì kê rà giả sạp. Bà dân khinh bị reads. Chì kê rà giả sạp. Sù an dân mạch. An dân chú bà. Dân clearly ní. Bằng pinh này à ấy. Clearly ní. Bằng pinh này áo. Kê rà giả sạp. Read. Chẳng rõ bị nát đầy bằng bình này ở kia sắp. Anh nâng chỉ adverb. Chất khoai. Khoai ní bằng bình này ở clearly tiệt. Chẳng khoai ní anh bằng bình này ở adverb khuôn anh.
ណា adverb គ្នាឯងអញ្ចឹងរាល់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលបំពេញន័យឲ្យ adverb ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជា adverb ដែរបើយើងឃើញមាន3បើយើងឃើញ3ហើយអញ្ចឹង adverb ទី1បំពេញន័យឲ្យ verb adverb ទី2បំពេញន័យឲ្យ adjective adverb ទី3បំពេញន័យឲ្យ adverb បាទនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត luckily he escaped unhurt បាទសំណាងល្អណាស់ដែលគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីបាទន័យថាគេចដោយអត់មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសន្ធិនេះមានប្រធាន he escaped បាទជាកិរិយាសព្ទបាទហើយនឹង unhurt បាទហើយយើងមើល luckily luckily នេះអត់មានបំពេញន័យឲ្យពាក្យណាមួយទេ luckily នេះសូមគាត់ចំណាំនៅខ្លួនឯងគឺបំពេញន័យឲ្យ whole sentence អញ្ចឹង adverb បំពេញន័យឲ្យ whole sentence ភាគច្រើនរាល់ adverb ដែលនៅផ្ដើមប្រយោគនេះភាគច្រើនគឺបំពេញន័យឲ្យ whole sentence បាទឥឡូវយើងបានស្គាល់ពីដូចម្ដេចដែលយើងហៅថា adverb យើងរំលឹកអង្គវិញ adverb គឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលបំពេញន័យឲ្យ verb បាទបំពេញន័យឲ្យ verb ពាក្យទាំងឡាយណាដែលបំពេញន័យឲ្យ adjective អាហ្នឹងគេហៅ adverb ពាក្យទាំងឡាយណាដែលបំពេញន័យឲ្យ adverb គ្នាឯងអាហ្នឹងគេហៅថា adverb adverb នេះគឺបំពេញន័យឲ្យ whole sentence sentence ទាំងមូលឥឡូវយើងចូលដល់បន្ទាប់ពីយើងដឹងពីយ៉ាងម៉េចទៅដែលហៅថា adverb អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ពីប្រភេទរបស់ adverb បាទទី1គឺយើងដឹងអំពី adverbs of time បាទកិរិយាពិសេសនិយាយអំពីពេលវេលានេះគេហៅថា adverbs of timeឧទាហរណ៍ I have heard this before ខ្ញុំបានឮរឿងនេះកាលពីពេលមុនបាទខ្ញុំបានឮរឿងនេះកាលពីពេលមុនអញ្ចឹង before នេះឯងវាជា adverb ដែលបញ្ជាក់ន័យអំពី time ពីពេលវេលាបាទនឹងគេហៅ adverb ប៉ុន្តែ adverb of timeI hurt my knee yesterday. មានន័យថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំឈឺជង្គង់របស់ខ្ញុំ Yesterday នេះគឺជា adverb គេហៅថា adverb of time វាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាសួរថាឈឺនៅពេលណាឈឺកាលពីម្សិលមិញបាទវាមិនមែនជាគុណនាមវាមិនមែនជា adjective ហើយវាមិនមែនជានាមបាទព្រោះថាយើងបានរៀននាមរួចមកហើយយ៉ាងមិនតែហៅថានាមហើយយ៉ាងមិនតែហៅគុណនាមបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត adverb of time ដែរសុកលៀប formerly live here បាទកាលពីមុនសុកលៀបគាត់រស់នៅទីនេះបាទកាលពីមុននេះឯង formerly នេះគឺជា adverb និយាយអំពីពេលវេលាកាលពីមុននេះគេហៅថា adverb of time បាទពេលណាដែលយើងឃើញអ្វីដែលនិយាយអំពីពេលវេលាយើងដឹងថាវា adverb of time បាទយើងចូលទី2យើងនិយាយអំពី adverbs of frequency គឺកិរិយាពិសេសដែលនិយាយអំពីភាពញឹកញាប់ឬក៏ភាពញយៗអានេះគេហៅថា adverb of frequencyI have told you twice ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នក2ដងហើយសួរថាប្រាប់ម៉ានប្រាប់2ដងអញ្ចឹង twice នេះឯងបំពេញន័យឲ្យកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងវាជា adverb អី adverb of frequency វាបញ្ជាក់អំពីភាពញឹកញាប់បាទយើងចូល sentence មួយទៀត He always tries to do his best បាទគាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់
bạn dừng khơi tha pi always này tay tay ấy tay tay chia chia bạn chẳng kể ra sắp tries bạn chẳng tay tay chia chia vì bằng hai nhầm pi hiệp nhật nhọt bằng hai nhầm pi frequency này hãy kể hạ tha adverb of frequency bà dân sâu clear một tiết ưu tế hò một tiết he frequently comes unprepared bà gọt chỉ nhật nhọc một đời ọt bàn truyền tục ọt bàn rượp chòm khuôn bà dân frequently này bà mà đồ chìa việc frequency đại này cứ chìa adverb of frequency bà sâu dương chọn chấm ấy là này dương bàn phí cứ adverb of time nâng adverb of frequency. But tí bay dừng đăng pi adverbs of place. Ủ tí ho stand here cho nơi tí nìa. Dừng mơ pi here ní mình mến chì cầm ở bọt tế. But mình mến chì niêm tế. Kì phép thật stand here cho nơi tí nì. Dừng here ní ái vì chì adverb. Adverb of place. Bên chế ông Pi tí gà lại. He follow me everywhere. Cót. Bà này tha cót đào tam khu nhóm group tí gà lại. Everywhere này. Sư tha tam mạch tam group tí gà lại. Everywhere này chia adverb of place. Come in. Bà chôn một. In này. Tích chờ lòng preposition. Mình mến chì preposition tí. But we chia adverb. Adverb of place. But we nhìn dây ông Pi tí cái lại. Ní cứ chia. À vấy đài bình chế ông Pi tí cái lại. Kê ao chmô tha adverb of place. À vấy đài bình chế ông Pi phiếp nhanh nhóm. Kê ao chmô tha adverb of frequency. À vấy đài bình chế ông Pi bê vô lia. Kê ao chmô tha adverb of time. Bạn dân châu đó tí bốn từ adverbs of manner kê rìa sắp và kê rìa vị xế đại bình chế ông Pi bài bọt rư có cầm rạch bạn manner lại ní mình mê nì dây ông Pi rực Pi ở tế mình mê nì dây ông Pi chở rắc rực Pi nụ tế nì dây ông Pi bài bọt rư có cầm rạch he reads clearly got an giang chú bạc bạn như vậy ông Pi cầm rạch bạn clearly read clearly chẳng clearly này ai sửa thà an chẳng mấy an chẳng bạn chẳng clearly này chị ấy chị adverb hai tay bạn dùng thà adverb đời xa clearly này bằng pin này ấy kia là sắp read rồi pin nào để bằng pin này kia sắp dùng ấy chúng một thà adverb bên tay bằng pin adverb ấy adverb of manner đại sa bằng hai pi cầm rập rực rỡ biết rằng mạch. This story is well written, và rương ní bà này tha kê nị pôn rương ní bàn rằng là o. Bà dương mơ clear ní cứ chia passive và kê sơ say passive. Bà verb to be bột nâng participle ngàn nâng chia passive ai. Cảm ơn chị present chẳng, cái áo chung mô present passive. Bà dương nâng miền áo cá, dương nâng chụp nha to đầu tiên. Ok, dương mơ well, sư tha nịp bôn nhắn mạch, kê nịp bôn rương nâng mạch, kê sở xê rương nâng nhắn mạch, kê sở xê ban là ọ. Bà nị dây ông Pi cầm rạch, nị dây ông Pi biệt bà. The boy work hard, bà khmên pro ní, kê tha, usa thư cả, không prang sắc xá. Nhưng hát này ai, nơi dây ông Pi cầm rách, nhưng vì chỉ adverb of manner. Và những châu tí prang, cứ adverb of degree. Adverb of degree, và nơi dây ông Pi kê rìa sắp, nơi dây ông Pi degree, nơi dây ông Pi cầm rách. À môn lượng manner nó, nhưng nơi dây ông Pi rộp biệp ná, bạp ná, degree này dây ông Pi cầm rạch. He was too careless.
បានន័យថាគាត់អឺធ្វើប្រហែសខ្លាំងណាស់បាទធូនេះឯងវានិយាយអំពី degree បាទជាកិរិយាសព្ទកិរិយាពិសេសបំពេញន័យឲ្យអីបំពេញន័យឲ្យអឺ careless ជា adjective The sea is very stormy បាទសមុទ្រនេះមានអឺជុះយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹង very នេះបំពេញន័យឲ្យ stormy និយាយអំពី degree បាទកម្រិតថាខ្លាំងតិចអីចឹង I am so glad ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អញ្ចឹង so នេះជា adverb of degree to ជា adverb of degree very ជា adverb of degree បាទយើងចូលលេខ6គឺ interrogative adverbs interrogative adverb យើងស្រួលចំណាំទេបាទយើងមើលដូចជាពាក្យ when did you come បាទតើអ្នកមកដល់ពីកាលអ្វីនេះឯងជា adverb ប៉ុន្តែ adverb នេះវាបង្កើតតែសំណួរទេអញ្ចឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា interrogative adverbដូចជា how បាទជាពាក្យសំណួរហ្នឹងវាបង្កើតសំណួរអញ្ចឹងវាជា interrogative adverb ដូចជា why ណា where អីហ្នឹង when អីហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា interrogative adverb ឥឡូវនេះយើងរៀនអំពី adverb ទី1យើងត្រូវចាំថាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដែលហៅថា adverbទីមួយយើងត្រូវចាំចឹងយើងត្រូវតន្ទិញខ្លួនឯងថា what is the adverb អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបើសិនណាយើងសួរថា what is the adverb អញ្ចឹង adverb is a word which modifies the meaning of a verb an adjective or an adverb បាទហើយទី2យើងត្រូវដឹងអំពី a kind of adverb អញ្ចឹងយើងមាន6 adverb of timeadverb of frequency adverb of place adverb of manner និង adverb of degree ព្រមទាំង interrogative adverb អូខេឥឡូវយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូម complete like ហើយនិង share បាទសូមអរគុណ